Anh ơi. Anh đây. Xe mới về à anh? Xe vừa về đây em. Anh ơi, em sắp Tết muốn chạy hàng thêm ấy, anh có con nào rẻ bền đẹp không? Có. Chú mua tầm nào tiền? Em tầm nào em chẳng mua được anh. Đây con này 238 triệu. À nhầm, anh nhầm, con này 228. Ừ, đời 22. Thế bây giờ chú có bao tiền? 150. Mua làm sao được, 150 kìa, 150 chú ra xem con 04 ngoài kìa. Đời đấy dùng được bao lâu nữa? Nó còn được tầm chục năm nữa. Có con nào 17 không? 17, có 17, K165. 165 bao tiền? 340, 350, đủ cả. Cho anh, bà trả góp không anh? Anh có trả góp. Theo anh em có nên trả góp để mua con đấy không anh ạ? Thực ra nếu mà chú mà có điều kiện kinh tế thì trả góp cũng được. Nhưng mà nếu mà kinh tế nó hơi eo hẹp một chút thì anh khuyên chú là nên lên dần dần từ đời thấp đến đời cao. Tại vì anh cũng gặp khá là nhiều trường hợp khách hàng đến bên anh rồi. Đấy, cũng mua trả góp đời cao nhưng mà về thì không làm được ăn. Đời 22. Nói chung là cái đấy là theo thời gian nó cũng được 8 năm rồi thì cũng có tỉa chứ em. Không thì làm sao mà ấy được. Thật em thích xe mới anh ạ. Xe mới? Bên vừa rồi em vừa hỏi xe mới xong ấy. Hỏi xe mới xong thì nó người ta bảo trả trước có 70 triệu. Đúng rồi. Hỗ trợ tận răng luôn 80-90%. Con K250 ấy. Chú bước ra khỏi cửa hàng phát mất 60. Đấy. Không cần phải tính. Chứ còn xe cũ này người ta chạy khấu hao đi mất 2 năm cho chú rồi. Đấy, mới mua về nhưng mà mất 2 năm khấu hao rồi. Họ bán đi họ chấp nhận chịu lỗ thôi, đúng không? Đấy chứ. Theo anh thì hoàn cảnh em anh cũng biết rồi đấy thì anh để cho em con nào nó hợp lý nhỉ? Thực ra tầm 150 chú thì xem con 204 kia về hợp lý kìa, chở trâu bò cũng được. 204 sâu lắm. Chạy một thời gian xong rồi mình nâng đời lên, chạy 5-7 tháng. Con này chắc là nội ngoại cũng giúp được một ít thì anh tả em chi tiết con này được. Ok em. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ review cho thằng cu em chiếc Kia K3000 đời 2012 và giá đang niêm yết hiện tại là 228 triệu. Thì về tổng thành chiếc xe này, một chiếc xe màu xanh dương. Nhìn khá là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là cân đối và đều xe và đặc biệt là sơn zin còn đến 85%. Đấy, chiếc xe mới về. Đấy. Đã được trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi. Đấy, đây là toàn bộ nội thất, ghế cũng đã được bọc ra. Rất là xịn sò luôn, rất là căng. Và còn giữ nguyên được độ phồng tôm của chiếc ghế này. Đấy. Phần bàn thờ táp lô thì vẫn giữ được độ sần nguyên bản của chiếc xe. Đấy, nếu mà chiếc xe mà phơi nắng, phơi mưa nhiều ấy, đi mà không che chắn cẩn thận ấy thì nó sẽ gây ra hiện tượng nứt vỡ. Đó. Tất cả những phần nỉ này, phần nỉ cửa này, rất là sạch sẽ. Đấy, nhìn khá là tuyệt vời. Keo chỉ các thứ còn nguyên, không mất một phân keo chỉ nào. Đinh bấm cũng vậy nhá. Đấy, cả phần đinh bấm này. Nếu mà chiếc xe nào mà đã bị đâm va rồi ấy, thì những phần như thế này người ta sẽ phải làm lại. Đấy, và sẽ bả matit vào và sẽ không còn được phần tôn trong và tôn ngoài như thế này nữa. Đấy, chúng ta có thể nhìn xem và thấy rõ ràng. Và đặc biệt luôn là anh em nào mà lấy chiếc xe này thì sẽ kỷ niệm cho anh chiếc giá nóc này. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, cửa đóng thì rất là khớp khít. Cam kết 100% xe không đâm va, không gặp nước và không lỗi nhỏ. Đấy. Về phần bên này thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2021. Đấy. Đây, những chỗ này là nó bị xước xát một tí này. Bác chủ bác ấy đã quét lại, chấm lại. Đấy, của bác Trần Văn Quang ở Hà Lộc, Phú Thọ. Tất cả phần mạ kính còn nguyên zin. Đấy. Tất cả phần cái này, đằng này có tất cả phần đinh bấm còn nguyên, phần keo chỉ vẫn còn nguyên. Đấy, chúng ta có thể đếm phần đinh bấm. Bên này có 10 cái thì bên kia cũng phải có 10 cái đúng không ạ? Đấy, nó có độ khớp khít, độ cân đối của chiếc xe. Phần keo chỉ bên này cũng thế nhá.
không mất một phân nào luôn. Lốp dép thì đẹp tương đối. Đấy, lốp dép thì cũng đẹp tương đối thôi. Nó được khoảng độ 70%. Tất cả phần thành thùng này. Đấy, cũng đã có sơn bắn tỉa một chút rồi. Đấy. Đây, phần sàn sóng này đã được độ thêm cả dầm gỗ rồi. Đã được chế thêm cả quang thùng để tránh văng thùng khi chúng ta chở hàng chạy trên đường. Sàn sóng không trũng võng, không mục mọt gì. Và với chiếc xe này thì rất là thích hợp để mà các bác có thể chở trâu bò này, lợn gà hoặc là chở hoa quả. Cũng nhiều bác bảo là mua xe về có nên vay nợ để mua xe về để kinh doanh khởi nghiệp không? Thì cũng trả lời các bác luôn là có nợ thì mới có động lực để mà kiếm tiền mà trả nợ, đúng không ạ? Ai cũng vậy thôi. Trong cuộc sống này mà không nợ thì làm sao mà tiến lên được? Trừ khi những các bác sinh ra ở vạch đích thôi, không phải suy nghĩ gì cả. Thùng thì cũng đã được lót sàn inox rồi. Đấy, một chiếc xe đầy đủ đồ, thùng đã lót sàn inox, biển số cũng khá là đẹp, 19C01646. Đó, chiếc xe này vừa mới về thôi. Và giá hiện tại bên Đạt Xe Tải đang niêm yết là 228 triệu chiếc xe này. Và tuy nhiên sẽ có fix mạnh cho anh em qua Đạt Xe Tải xem xe và lái thử xe nhá. Đấy, bây giờ em sẽ lật phần máy lên cho các bác xem máy móc chiếc xe này như thế nào. Đây, lật máy lên. Wow, cabin khá là nhẹ luôn. Cabin rất là nhẹ nhàng, một tay cũng có thể nhấc được. Đây, phần cua lốp này không một chút gì gọi là mục mọt cả. Phần chống ồn, chống nóng cũng vậy. Đó, vẫn còn nguyên bản này. Máy móc thì nguyên zin rồi, chưa làm lại máy. Kể cả phần nắp dàn cò cũng vậy. Nhìn máy cũng khá là đẹp đúng không ạ? 8 năm rồi mà vẫn giữ được như thế này. Phần bơm này vẫn giữ được độ sáng, độ đẹp của chiếc xe. Đấy, tất cả phần điều hòa đây, điều hòa mát rét luôn, không cần phải suy nghĩ gì cả. Những hệ thống răng này, răng đầu này. Đấy, không hà rồ, không hàn ghép nối chắp vá. Nhiều bác thì cũng phải để ý một chút là xem họ đã thay cabin chưa nhá. Nếu mà thay cabin rồi thì tất cả những phần ốc này này, phần ốc cabin này nó sẽ bị tháo ra và sẽ thay. Và thường thường thì người ta sẽ thay cabin là thay cabin đáy thấp thôi. Về người ta sẽ sơn lại và người ta sẽ làm lên, nó sẽ đẹp như mới luôn. Đó. Thì vừa rồi thì cũng đã review cho các bác chiếc K3000 đời 2012. Thì các bác đừng quên đăng ký kênh Facebook, TikTok, YouTube Đạt Xe Tải. Thì trên đấy chia sẻ rất là nhiều những bài viết này, những video hay và bổ ích giúp các bác lựa chọn được chiếc xe ưng ý. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai.